nay mình đi với tiến độ của dự án Sunshine Heritage Phúc Thọ, Hà Nội. Dự án nằm trên các xã Cẩm Đình, Xuân Phú, Hiệp Thuận, Tam Thuấn thuộc huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Cách trung tâm Hà Nội khoảng 20 km đi về phía Tây. Đây các công trình và các thợ công nhân đang làm việc rất là hăng say. Đây có nhiều máy móc. Phía bên này là khu nhà mẫu và văn phòng bán hàng đang được hoàn thiện. Các tiện ích cảnh quan ở đây rất là nhiều tiện ích, gồm có 100 tiện ích dịch vụ đẳng cấp của chủ đầu tư Sunshine Group đầu tư. Khu biệt thự ở đây là có khoảng 1.900 căn biệt thự thấp tầng, xây dựng 5 tầng mỗi căn. Đây rất nhiều vật liệu cùng với máy móc thiết bị đang triển khai đây, và chủ đầu tư đang triển khai booking và đặt cọc đặt chỗ các căn với hợp đồng bảo đảm. Ở phía bên trên kia là đê Ngọc Tảo, mà con đê này là sẽ chắn nước khi mà nước dâng lên, mà chưa có năm nào mà bị ngập lụt ở đây cả, cho nên là cư dân ở đây sẽ rất là yên tâm khi mà gần con sông, gọi là khu đô thị sinh thái, rất là nhiều tiện ích đẳng cấp với môi trường sống trong lành mà lại rất gần trung tâm thành phố Hà Nội. Đây là các cây được trồng đã lên rồi, xanh tốt rồi. Đây là cây sao đen. Khu này là khu công viên trung tâm. Đây rất nhiều cây sao đen ở đây, chủ yếu các cây sao đen này, cọ này. Cây cảnh ở đây được rất là nhiều các loại cây đã được ươm ở đây, chuẩn bị cho việc trồng tiện ích cảnh quan cây xanh sắp tới. Và cái khu này là khu sẽ là được ra mắt và mở bán đầu tiên. Nên quý khách mà quan tâm thì liên hệ số điện thoại 0913374482, 0913374482 để có thông tin chi tiết về dự án, thông tin chính sách bán hàng, giá bán của chủ đầu tư. Đây là con đường nội khu này. Rất là đẹp, đã hoàn thiện và chuẩn bị để đi vào hoạt động. Ở phía trên là đây, nhưng là người dân ở đây vẫn được ra vào chăn thả châu bò đây phía này. Và ở đây sẽ là khu tường bao ngăn cách để chắn các con vật đi vào. Đây ở đây máy móc và trang thiết bị đang làm việc. Đây là toàn cảnh cái phân khu mà văn phòng bán hàng, gọi là một trong năm phân khu của dự án. Đây là phân khu Indochina sẽ được ra mắt đầu tiên. Đây các công trình hạ tầng điện nước đã được hoàn thiện, cây xanh đã được phủ rất là lớn diện tích. Chủ đầu tư sẽ dành rất là nhiều cái tiện ích để xây dựng và độ xây dựng đây thì khoảng 40%, như vậy là rất nhiều diện tích đất sẽ được làm xây dựng tiện ích công viên trung tâm và các tiện ích đẳng cấp mà chủ đầu tư ở đây. Đây là con đường ven nội khu sẽ đi quanh dọc cái con đê này và nối từ cống Cẩm Đình sang cầu Phúc Thọ. Cầu Phúc Thọ mình sẽ đi hướng sang bên này. Ở đây đi thẳng đây sẽ ra sông Hồng. Có cống Cẩm Đình rất nổi tiếng.